Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Lời đầu vẫn cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận, đặt hàng mà mình chưa triển khai được, chưa phúc đáp được. Mong mọi người cũng thông cảm cho. Đấy thì cho mình một cơ số thời gian nữa thì mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng, cảm ơn. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. 11:20 rồi. Đấy, nốt video này là cũng xin phép được đi ngủ rồi. Đấy. Thì có rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về đệ nhất trầm Victor. Victor vì nó có cái loa siêu trầm ở bên trong chạy điện 220V nha. Đấy, thì chiếc đài này mình cung cấp với một cái mức thóc mà đã được quy đổi sang tiền Việt. Đó là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Có rất nhiều người hỏi là còn hay không. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, em vẫn trên cầu đợi anh nha. Đấy, hy vọng ngày mai là có địa chỉ để hành quân. Và chắc chắn một điều là đệ nhất trầm này sẽ có địa chỉ. Xin thưa với lại các đồng chí nha. Còn bây giờ thì theo yêu cầu, lên sóng theo yêu cầu. Đài thì xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam, mình nhắc lại để mọi người nắm rõ được nội dung chương trình. Nhà mình chỉ thiếu thóc đây, chứ còn đài lúc nào cũng có hàng trăm con đài ở trong nhà nha. Đấy, hàng trăm con đài ở trong nhà. Thế nhưng mà chỉ có đài tốt thôi. Chỉ có đài tốt thôi, chứ còn đài chưa tốt là không có. Tại vì những cái con đài chưa tốt đấy, tức là không đủ tiêu chuẩn văn võ song toàn, không đủ về tiêu chí kỹ thuật thì chỉ có chuyển qua đồng văn nát này nha. Đấy. Còn những cái chiếc đài nó phải đạt tiêu chí về kỹ thuật thì mình mới cung cấp. Có rất nhiều người hỏi là còn đài hay không? Còn rất nhiều. Số lượng là không có giới hạn nha, số lượng là không có giới hạn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì cũng xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Có rất nhiều sư phụ cũng như sư huynh nha, cũng như các hiền đệ ở trước đây thì chưa biết đến coi như thế là Khang Audio 18 Bình Dương, chưa biết tới lão nông Chi Điền có những cái bài thuốc để điều trị những chiếc đài làm cho nó rên rỉ lên nha. Đấy, thì sau khi biết rồi là rất chi là ưng cây bụng, thì qua đây để cũng cho Khang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người. Đấy. Còn bây giờ thì giới thiệu luôn và ngay, giới thiệu nhanh. Nhà giới thiệu nhanh, thế nhưng nhanh vẫn cần phải chậm. Nhà muốn nhanh thì phải từ từ. Đấy, anh em bạn hữu đường xa người ta vẫn cứ nói là như vậy đấy, muốn nhanh thì phải từ từ nha. Đấy, nói đến bạn hữu đường xa thì cũng lại cho đây gửi lời chúc các huynh đệ coi như thế là ôm vua lăng vạn dặm bình an nha. Chiếc đài này là chiếc đài Sony có model là CFS200SC. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Đã lâu lắm rồi mới lại gặp được một chiếc đài Sony có model CFS200SC. Mặt hoa da phấn thắt đáy lưng ong. Thế mà thắt đáy lưng ong thì các sư phụ cùng các huynh đệ đã biết rồi. Những người thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con. Đấy, vấn đề là nó ở cái chỗ đấy. Đây này, chữ này nó còn vàng như thế này. Đấy, megabat. Như thế này là mình biết rồi, là âm trầm của nó nghe cũng sướng cái lỗ tai lắm nha. Đấy, đấy, kính này. Đấy, Sony CFS200S. Trong vòng khoảng tầm một tuần mình bán khoảng 4-5 chiếc đài như này. 4-5 chiếc đài như này nha. Đấy, đây, loa này. Hình thức con này thì khôi khỏi về bàn. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là về vấn đề hoạt động. Về vấn đề hoạt động thì xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, băng cassette là nó lại không chạy. Để làm cho nó chạy thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Thế nhưng chạy nó phải chạy chuẩn và nó phải bền nha. Chứ còn quan điểm của mình là về nhà các thượng đế mà 3-7-21 ngày nó hỏng ấy thì mình không làm. Trước khi vào bên trong thì mời mọi người xoay loa. Đây, Sony này. Chói quá nhỉ. Đây. 3,2 ohm, 2,5W Sony đây. Đấy,
Và này, loa zin. Đài này đã được tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. À, chỉ còn thiếu tí nước hoa rừng chiếu vào nữa thôi cho nó quyến vân rũ nha. Đây. Sạch. Quá sạch chứ không phải là sạch. Loa này. Đấy, Sony này. 3,2 ohm, 2,5W. Hai cái loa này còn zin và còn rất chi là mới và đẹp nha. Đấy, dây rắc các thứ lằng nhằng cái này là vẫn còn zin của nó ấy. Nó đi theo đường kẹp dây này. Đấy, cái lò xo cửa băng này. Mình lắm mới vớ được cái đài. Nó còn cái lò xo cửa băng cái đài này này. Nó rất hay bị thất lạc cái lò xo này đây. Đây cái lò xo trong này này. Đấy. Đấy. Nhưng mà nó lại không chạy băng. Nó không chạy băng thì lý do tại sao nó không chạy băng. Đây này, nó gãy cái công tắc chuyển này. Đấy, cái công tắc này này. Đấy, công tắc chuyển radio và tabe, tức là radio và băng cassette đấy nhá. Đấy thì nó lại gãy rồi. Nên bây giờ chỉ có sử dụng vào radio được thôi. Vì cái công tắc này không nó gãy rồi nên là không gãy được nhá, không chuyển được mạch. Đấy, thế nên là phần cassette của nó hỏng ở cái chỗ đấy. Chứ còn để làm cho nó rên rỉ lên thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ nha. Đấy, bảo gọi là mà lão phu làm cho cái khác nó rên rỉ lên thì nhiều khi là lão phu còn gãi đầu gãi tai chứ. Chứ nếu mà bảo lão phu mà làm cho những chiếc đài radio cassette cho nó rên rỉ lên, đặc biệt là về phần radio, thì cho dù là y thuật vẫn còn xanh và non, thế nhưng mà lão phu cũng lĩnh hội được những bài thuốc lá rồi những bài thuốc của coi như thế là hải thượng lãn ông cũng như hoa đà để lại nha. Thế là cái khả năng mà phần radio đài ấy nha, nó rên rỉ lên rất chi là cao. Đây. Nó sạch đẹp như thế này, nó sạch đẹp như thế này. Đấy. Đấy. Sạch đẹp quá này. Thế nhưng mà không sao nhá. Dạ, bằng cassette nó không chạy cũng không vấn đề gì cả. Vì cái con này ấy, con này mình cung cấp rất nhiều rồi. Đấy, con này có rất nhiều thượng đế ưng bụng với con này. Vì sao ạ? Vì radio của nó rất chi là nét. Radio của nó siêu nét, siêu khỏe. Âm thanh thì cái video trước mình bán cái chiếc đài đi hôm qua mới gửi đi Đồng Nai, qua mới gửi đi Đồng Nai, hôm trước rồi gửi đi Hòa Bình, đi Hải Dương các thứ nhá. Âm thanh nó đưa ra trong như nước mưa. Nghe đài radio mà nó không trong tiếng mà nó sôi thì thôi rồi. Chắc chắn một điều nếu mà không quăng cái đài ra vườn thì chắc là cũng ra rút điện cho nó nhanh. Đấy. Thế nên những chiếc đài nào mà nó không sôi thì mình mới bán. Đấy, còn những chiếc đài nào mà nó sôi thì đương nhiên rồi. Chỉ có Phan Đình Đáp ấy. Đấy, chiều hôm qua lại phá con ra để thanh lý loa lấy tiền làm chai nước loa chuối. Vì sao? Vì nó không đạt yêu cầu. Nhá. Đấy. Đây nguồn nó này. Đấy nguồn của nó này. Nguồn thì con này hàng xuất nên là nó chạy điện 220V. Đây, phên vỉ sạch đẹp không? Bên trong cũng như bên ngoài nhá. Đấy. IC công suất đây này. Chiết áp này. Chiết áp của này còn rất chi là tốt nhá. Đấy, chiết áp này rất chi là tốt. Đấy, đã bảo dưỡng dầu mỡ rồi để tránh trường hợp loẹt xoẹt. Đấy, còn cái thằng cu này là cái gì đây? Thằng cu này như kiểu là tăng bát ấy. Đây, thằng nút vàng này. Đúng rồi, mega bát đây này. Đấy, ấn xuống là tăng, tức là tăng cái âm trầm lên nha, cái thằng nút vàng này. Còn này, bây giờ mình để nghe radio thì cái này khỏi về gì. Cứ để nguyên này là nghe radio tốt nha. Đấy, cơ này. Cơ thì tôi khỏi soi, tại vì cassette nó hỏng rồi khỏi soi. Đây, phên vỉ của radio này. Cái phên vỉ của radio này chưa có sửa chữa gì cả nha. Chưa có sửa chữa gì cả. Đấy. Đây này. Điện trở này là điện trở zip nhá. Đấy, chứ không phải tự dưng thấy con điện trở nổi lên này vào tường là câu đây này. Đấy, riêng này đây. Đấy, cái hãng này là thiết kế như vậy nhá. Đấy, tùy từng đời. Đấy. Anten này. Thì cái anten này, nó bị ngả màu quá. Đấy, thế nên là cái đài này mình lấy của anh bạn mình đây. Đấy, anh bạn mình anh ngồi anh kỳ công, không biết anh dùng cái gì anh lau cái nhẵn thín đi, nó ra cái thể cái này nó bằng đồng sao đây, nó cái màu vàng vàng này nha. Đấy, rất chi là kỳ công đúng không? Công phu. Đấy, anten dài đầu nhựa đây, đã kiểm tra rồi nha.
Đấy, thì con này thì thích thì kéo lên thôi, chứ còn để nó cũng bắt được, để như thế này nó cũng bắt, và nó bắt rất nét nha. Đấy, còn thích thì kéo lên đây này. Con đài này người ta trau chuốt ở cái chỗ cái hệ pin của cái lò xo pin này. Cái lò xo pin này cũng được làm bằng đồng này. Đấy, 246 đây, chạy 6 cục pin đại, tức là nguồn điện một chiều DC của nó là chạy 9V nha. Vì hiệu điện thế còn một cục pin thì nó là 1,5V, nhưng mà 246 cục thì là chạy 9V. Đấy. Thôi, đã giới thiệu với mọi người chiếc đài Sony Trần Văn Nét. Con này có mỗi cái khiếm khuyết thì ngoài cái vấn đề cái công tắc chuyển tai bia và radio là nó hỏng rồi. Đấy, nó không gảy được nữa, nên là chỉ có con này chỉ mua về chỉ có nghe radio AM và FM nhá. Đấy, thì cái khiếm khuyết của nó ngoài cái vấn đề là cái gãy cái công tắc ra thì nó còn thêm cái vấn đề nữa, xin thông tin với lại các sư phụ cùng các huynh đệ luôn cho nó dễ, tức là thóc thóc của nó hơi mềm nhá, hơi ít. Có rất nhiều người bỏ sao cái đài nghe nó trong vắt trong veo nhá, như thế mà lại chỉ có 280.000 đồng tiền Việt, không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi, ngắn gọn như vậy. Xin phép dừng clip đây, thế cho nó đẹp nha. Không nghe à ơi, thêm tí nữa lại bảo dài quá. Bữa trước có một đồng chí bảo dài dài dòng quá. Thì cũng xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ nha. Rượu gặp bạn vàng nghìn chén ít, người không hợp ý thì chỉ được có nửa câu là nhiều nha. Chứ còn những người người ta muốn mua cái chiếc đài này, người ta còn muốn mình nói thêm nữa cơ. Nói phân tích từ cái nguồn này, từ cái IC rồi là như thế nào cơ. Thế còn những người mà người ta không muốn mua, người ta gọi là thế này thế nọ thì đúng rồi nhá. Nên là cổ nhân mới đúc kết lại là rượu gặp bạn vàng nghìn chén ít, người không hợp ý nửa câu nhiều nhá. Đấy, nói chỗ này phát lại nhìn ra đây. Đây chân ốc, chân ốc. Ôi giời, đây đây. Cái chân ốc này nó bị gãy rồi này. Đấy, chân này còn này. Đấy. Đấy, phải nói nhiều thì nó mới ra được vấn đề đây này. Đấy, mới bị gãy một chân ốc đây này, bị gãy một cái chân ốc nhá. Đấy, may quá lại thêm được vài câu thì đâm ra lại phát hiện ra chỗ này, phát hiện ra điểm chỗ này là điểm cuối cùng rồi, không còn có cái điểm nào lỗi hơn. Thôi, xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.